và phía trước cổng nhà thờ bán đồ già Noel nữa nè. Rất nhiều đồ già Noel. Rồi chúng ta đi tiếp ha, để mình vô nhà thờ xem thế nào. Mấy lần trước thì chúng ta đi ngang thôi chứ không có đi vô, hôm nay chúng ta lại có dịp đi vô tận mắt vô nhà thờ. Nhân đây thì con cũng xin cầu nguyện Đức Mẹ đến tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng vui khỏe, an lành và hạnh phúc. Và đây có cái ngoài lưu niệm bán đồ trang trí Noel. Rất là nhiều, rất là nhiều cây thông rất là đẹp, rất là nhiều kiểu. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là gần 4 giờ chiều và hôm nay chúng ta lại có dịp lang thang và tham quan một cái địa điểm mà có lẽ tất cả cô chú anh chị và các bạn đều hướng đến trong những ngày Noel này, đó là khu nhà thờ. Và hôm nay chúng ta lại có dịp lang thang ở nhà thờ Tân Định, và chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hai Bà Trưng. Thẳng đường Hai Bà Trưng này chúng ta sẽ đi về Phú Nhuận, qua cầu Bông, đến chợ Phú Nhuận, và tiếp tới một tí thì có đường Trần Quang Khải, vừa chúng ta có đi rồi đó. Và phía trước mặt chúng ta đây đến là chính là khu chợ Tân Định. Khu vực này là một trong những khu vực mà rất lâu đời của Sài Gòn, rất xưa của Sài Gòn. Và nhà thờ này cũng là một trong những nhà thờ mà được xây dựng đầu tiên ở Sài Gòn, cùng thời với chợ Bến Thành. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành. Và khu vực này bán rất là nhiều vải, và chúng ta nhìn thấy kiến trúc của ngôi chợ Tân Định rất giống với bên trong, rất giống với cái kiến trúc của chợ Bến Thành đó. Và nhà thờ Tân Định thì và nhà thờ Đức Bà cũng có tuổi đời cũng rất lâu ở Sài Gòn rồi nè. Hôm bữa chúng ta có đi ngang qua nhà thờ Đức Bà đó, và hôm nay mình tiếp tục đến nhà thờ Tân Định để xem cái không khí Noel ở đây như thế nào ha. Và chúng ta thấy ở Tân Định này bán rất là nhiều vải. Bán vải rất là nhiều luôn. Tết đến thì nhu cầu mua sắm may mặc rất là lớn, nên thành ra nếu các anh chị và các bạn nào mà có nhu cầu mua sắm quần áo vải móc thì chúng ta đến khu Tân Định này. Ngoài khu Tân Định thì còn có khu chợ Đại Quang Minh nữa. Đây mình thấy có cụm tấm Tứ Quý Tân Định nữa. Bên cánh trái chúng ta đó là đường Nguyễn Hữu Cầu, một trong những con đường phía sau chợ Tân Định, bên hông chợ Tân Định. Phía sau thì đó là đường Mã Lộ. Đường Nguyễn Hữu Cầu này đi thẳng đến là đường Trần Quang Khải, rồi đi đi qua bên bên Phú Nhuận luôn. Nếu chúng ta đi qua cái cầu Trần Khánh Dư đó. Rồi chúng ta tiếp tục ha, đi lang thang. Phía trước đó là nhà thờ Tân Định, và ở đây mình thấy có sầu riêng nè. Wow, trái sầu riêng bự quá. Và phía trước cổng nhà thờ bán đồ già Noel nữa nè.
rất là nhiều đồ nhà Noel. Đây nữa nè. Phía trước cổng nhà thờ có chú bán bánh tiêu nè, bánh tiêu, bánh bò, bánh giò cháo quẩy. Bánh giò cháo quẩy thì ăn ăn không hoặc là ăn với cháo lòng rất là ngon. Rồi chúng ta đi tiếp ha. Và khu nhà thờ này thì là một nơi mà có rất nhiều du khách từ các phương đổ về mỗi khi đến Sài Gòn. Chúng ta sắp tới rồi nè. Phía trước nhà thờ thì có trồng mấy cây cao. Bên nhà thờ thì có trường Hai Bà Trưng. Và đi tới xíu nữa nha. Không biết các nhà thờ ở các nước thời điểm này có trang trí gì nhiều chưa ha. Chứ ở Sài Gòn thì tuần này thì bắt đầu rồi đó. Và bây giờ Sài Gòn là ngày 11 rồi, khoảng chừng mười mấy ngày nữa thôi là Sài Gòn sẽ nhộn nhịp. Bài hát Jingle Bell đó, Sài Gòn bây giờ mới có 3 giờ mấy thôi đó. Phía trước nhà thờ nè, một nhà thờ rất là đặc biệt, có một màu hồng rất là đẹp. Rồi chúng ta đi tiếp ha, để mình vô nhà thờ xem thế nào. Mấy lần trước thì chúng ta đi ngang thôi chứ không có đi vô. Hôm nay chúng ta lại có dịp đi vô tận mắt vô nhà thờ để mình xem coi nhà thờ đang làm gì. Kế bên nhà thờ thì có một cái hình như là cái cư xá rất là xưa rồi nè. Và phía đằng xa xa kia đó là công viên Lê Văn Tám, và ngày xưa là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Thật ra bây giờ Sài Gòn có rất là nhiều địa danh nên thật ra rất là lộn, dễ lộn. Cô chú anh chị thông cảm hả? Đó. Và cổng vô nhà thờ nè. Nhà thờ Tân Định thì nằm ở số 289 Hai Bà Trưng. Chúng ta đi vô nha. Mình nhìn lại con đường phía trước cổng nhà thờ nè. Ở đây chúng ta thấy có rất nhiều du khách Hàn Quốc. Đặc biệt nhà thờ này có rất là nhiều người Hàn, màu hồng rất là đẹp. Và chúng ta sẽ đi tham quan một vòng. Thank you.
thờ có kiến trúc rất là đẹp, hơn 100 năm ở Sài Gòn. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1870 cho đến ngày hôm nay thì cũng hơn 100 năm rồi. Rồi chúng ta sẽ qua cánh bên phải của nhà thờ ha, để mình xem coi bên đây như thế nào. Mẹ Maria nhân đây thì con cũng xin cầu nguyện Đức Mẹ đến tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng vui khỏe, an lành và hạnh phúc. Tại vì em là người ngoại đạo nên thành ra những lời cầu chúc có lẽ không hay cho lắm, nên bà con thông cảm bỏ qua, nhưng mà tâm ý vẫn là sự an lành và hạnh phúc vui vẻ đến tất cả mọi người. Và cánh bên phải nhà thờ thì chúng ta chỉ đi xem tới đây thôi, vào bên trong thì mình không được đi. Bên trong là nơi làm lễ của các giáo dân vào những ngày lễ. Và buổi tối đây có lẽ lên đèn rất là đẹp. Hôm nào chúng ta sẽ thực hiện nhà thờ Tân Định vào về đêm ha, để bà con mình xem những hình đèn lung linh đa sắc màu, cũng như sắc màu cuộc sống, những kiến trúc rất là lâu đời. Và có lẽ cái đoạn này thì những bài hát về Giáng sinh sẽ vang lên, làm cho chúng ta nôn nao bồi hồi và trông chờ mùa Noel sắp đến. Chia sẻ ha, những cây cột theo thời gian thì vẫn còn giữ nguyên kiến trúc và cái độ bền của nó. Và nhìn ra sân nè, có rất nhiều du khách người Hàn ở đây, họ đến tham quan rồi chụp hình rất là vui ha. Rồi chúng ta nhìn ra đây là đường Hai Bà Trưng. Vào những dịp cuối năm như thế này thì tất cả cô chú anh chị và chúng ta đều hướng đến những hình ảnh của quê nhà, ngay các em cũng vậy, cũng luôn thắc mắc không biết giờ này ở quê như thế nào, ở nhà chúng ta ra sao. Và nếu có ai đó quay cái video gì về hình ảnh gia đình thì cũng rất là vui khi mà được xem, và em cũng rất là vui khi được chia sẻ những hình ảnh này đến tất cả cô chú anh chị. Nếu những anh chị ở các tỉnh thì mình cũng cập nhật được vài không khí ở Sài Gòn này như thế nào ha. Rồi chúng ta sẽ đi bên cánh trái nha, bên cánh trái của nhà thờ, để xem bên cánh trái này như thế nào. Đó.
không được đó. À đúng là không được đi vào bên trong. À, bên trong thì nhà thờ đang trang trí nè. Bên cánh trái và đây có cái quầy lưu niệm bán đồ trang trí Noel. Rất là nhiều cây thông rất là đẹp, rất là nhiều kiểu này. Đông ghê chưa? Rồi chúng ta nhìn lại nhà thờ mình vừa đi một vòng đấy nè, nhưng mà mình chỉ đi được một đoạn phía trước chứ không được đi vô bên trong. Đó, mình chỉ đi được phía tới hàng rào này thôi. Rồi, và video clip đến đây xin tạm dừng. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn ấm áp và hạnh phúc bên người thân và gia đình nhân cái mùa Noel này ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye các anh chị và các bạn. Đường Hai Bà Trưng đi đến đến đường Lê Duẩn, đại lộ Thống Nhất. Nhìn lại một hình ảnh con đường mình vừa đi qua nè. Thank you.